Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục giải đề thi vào lớp 6 thí điểm môn tiếng Anh. Bài 1 la mã tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại. Chúng ta xem câu 1. Một. 1A một là hot là nóng tính từ. Freezing là lạnh đóng băng, warm là ấm, month là tháng. Tất nhiên ở đây chúng ta sẽ khoanh vào câu D bởi vì câu D là khác loại với từ còn lại. Câu số 2 do là động từ làm, go là động từ đi, hear là động từ nghe, sunny là tính từ có nắng Vậy chúng ta sẽ khoanh vào câu D. Câu số 3 snowy là có tuyết, rainy là có mưa, wet là ẩm ướt, hot là nóng. Bây giờ câu A B C là mang nghĩa ẩm ướt đúng không? Chúng ta sẽ khoanh um, chọn câu D là nóng khác loại. À, rồi chúng ta sang câu số 4. Câu số 4 sunny À, là có nắng, warm là ấm, hot là nóng, à, chilly là lạnh lẽo. Ở đây chúng ta sẽ khoanh vào câu D, lạnh lẽo. À, câu số 5, weather là thời tiết, book là quyển sách, pen là cây bút, mực, ruler là cây bút, à, là cái thước. và chúng ta sẽ khoanh vào weather xuống bài hai La mã chọn câu trả lời đúng à, câu một này I am from tôi đến từ đất nước nào đó ở đây chúng ta phải chọn đất nước à, câu số a Việt Nam là người Việt Nam English là người Anh à, English là người Anh hoặc là môn tiếng Anh à, đất nước của chúng ta à, chúng ta câu c là đất nước là England à, England là đất nước chúng ta sẽ khoanh vào câu c này à, câu số 2 À, cái gì y cho birthday, chúng ta hỏi là sinh nhật của bạn khi nào, khi nào chúng ta phải sạch quen à, câu số 3, what is the weather like? À, chúng ta thiếu từ y ở đây, what is the weather like. Câu số 4, à, chúng tôi sẽ đi cinema vào tuần à, cuối tuần tới. Ở đây à, chúng ta sẽ có we are going to. Chúng ta có một cụm từ nói về tương lai gần là be going to cộng động từ nguyên mẫu ở đây sẽ còn thiếu từ going, chúng có c. Rồi câu số 5 What do you usually do in summer? Mùa chúng ta nhớ sẽ in in summer. Bài 3 la mã là nối cột A với cột B sao cho phù hợp. Chúng ta sẽ có cook lunch, nấu bữa trưa, listen to music là nghe nhạc, write a letter viết một lá thư, clean the floor lau nhà, ride a bike là đạp xe đạp. Take a photo hay là take photo là chụp hình. À, rồi chúng ta sẽ có này à, bài số 4 là mã điền vào chỗ trống với những từ đã cho trong khung. À, bây giờ chúng ta có những cái từ này à, soon là sớm, about là về, a động từ to be, quick với do là làm và am là động từ to be am. John thân mến dear Johnny, how are you? Bạn có khỏe không? Ở đây thiếu từ a. Am uh, I'm in Huế now. Tôi bây giờ đang ở Huế. Tomorrow I am going to ở đây thiếu động từ to be am. I'm, I'm going to Thiên Mụ Pergoter. Ngày mai tôi sẽ đi tới chùa Thiên Mụ. Uh, thảo Nguyên isn't going with Earth, um, Thảo Nguyên không có đi với chúng tôi Ở đây là với Chắc là quick, quick Earth Because she is going to the cinema Bởi vì cô ấy đang đi tập chiếu phim How about you? Bạn có khỏe không? À, còn bạn thì sao? What are you going to do this weekend? Ở à, đây thứ từ do làm gì Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này? Uh, write to me soon Viết à, cho mình sớm nhé Ok Rồi Đó là bài số 4 Chúng ta xong bài số 5 Rồi bài số 5 là sắp xếp các từ sau để thành hơn thành uh, câu hoàn chỉnh đã hoàn thành câu hoàn chỉnh nè. Um, bây giờ câu số 1 chúng ta có can có Sara có go có school có chu to, chu day chúng ta sẽ nghĩ nào? Chủ ngữ đứng đầu câu. Sara can go to school today. Đọc lại nè. Sara can't go to school today. Sara không thể đi học ngày hôm nay. Câu số 2 anh ta bị đau đầu. He has a headache. He has a headache. Câu số 3 Anna à, nên đi nha sĩ Chúng ta sẽ viết như thế này Anna should go to the dentist Anna should go to the dentist Câu số 4 what the master with you? Có chuyện gì với bạn thế? What's the matter with you? Câu số 5 à, Bạn không nên ăn quá nhiều kẹo Candy là kẹo Bây giờ chúng ta sẽ viết như thế này You shouldn't eat many You shouldn't eat à, uh. You shouldn't eat too many quá nhiều, too many là quá nhiều candy. Bạn không nên ăn quá nhiều kẹo. Uh, you shouldn't eat too many candy. Rồi cái đề của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bạn học thật tốt và đạt được kết quả cao.